Còn này là chuột không nè, nguyên đống này chuột không nè. Có bữa nay dính chuột cặp nhiều lắm cả nhà, làm như ngày hội chuột cặp hay gì, tối dính chuột cặp mấy cặp luôn, rồi sáng này cũng dính đường cặp nè. Nè cả nhà thấy không, cặp nè, hai em đó, chà bá hịnh luôn nè, em kia cũng bự nữa. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay tiếp tục hai chồng lên đi thăm bẫy chuột đây cả nhà. Đó, giờ đồng trống hiu quạnh đang thui thui lùi, không có bóng ngừ. Rồi đây là bà xã lên đây vào nhà cái này. Rồi khi nào ở đây nên con cái bẫy nè. Ủa cái bẫy này đặt ở đâu ta? Ủa nhớ đặt đây mà ta. Ủa cái bẫy mất tiêu rồi, để nên kiếm cái bẫy cái này. Bẫy nên thấy dính đường em rồi cả nhà. Sao chỗ đó tự nhiên mất tiêu hai cái bẫy của nên rồi cả nhà, bó tay chả. Tự nhiên hai bẫy mất tiêu hai bẫy rồi, còn hai cái cờ không à. Đây nên con cái nè, cái này nó không dính nè, chặt lắc nè. Rồi để nên ốp máy đặt lại cái nha. Vì mới dính đường ngàm nè cả nhà, bên đó con ngàm chà bá nữa kìa. Lại bắt con rắn đi đó, bên đó con ngàm chà bá luôn cả nhà, chà bá lửa nè, bằng kỳ bỏ vô đi, bỏ đi gài cho. Rồi để nên ốp máy đi gài lại cái nha. Ủa, đây nên có một cái nè, cái này một lụm hai em nè cả nhà, hai em vô một lợp đã. Rồi để nên ốp máy đặt lại cái nha. Đây nên có một cái nè nha. U hai em được luôn cả nhà. Cái này sập không, cái này không sập rồi. U bảy hai em nè, em chà bá với em nhỏ cả nha. Đó, thấy không? Hai em chạy tung đặng kìa. Vô em. Thôi bùa đó. Rồi, để lên lớp máy đây gài lại cái nha. Quá sướng. Vô 7 hai em như hoài đá cái nha. Sao tự nhiên mất tiêu hai cái bẫy? Kỳ khôi. Bên đây có dính không? Đây chất quớt rồi cả nhà. Đó dính em nữa kìa cả nhà. Em này nhỏ chứ không có bự. Em này nhỏ. Vô em. Vô. Thổi bùa nó mới chịu vô cả nhà. Rồi, để nên ốp máy này đặt lại cái nha. Con nhìn cái bẫy gì sạch. Có con chuột nữa. Ồ, đây dính con nhỏ nè cả nhà. À, bỏ vô đi. Đằng kia được em nhỏ nó kìa cả nhà. Đây được em nhỏ nè. Em này cũng trọng rồi. Gắn thì bự quá. Chuột thịt thì nó hơi nhỏ. Bỏ vô. Rồi, đây nên ốp máy đây nè. Đây nên thấy dính em cho bá luôn nè. Rồi muốn đi luôn rồi, ai biết. Để nên ấp máy đây xử lý nó cả nhà. Đây hai cái dính hai em luôn nè cả nhà. Đó, đây một em nè, đây nhèm nữa hai em. Em này hai bự rồi, gắn không được rồi. Vô thổi bùa nó. Ếch kêu à, ngồi bắt ếch luôn. Đó. Rồi để nên ốp máy đây đặt lại nha. Đây nên thấy dính em nè cả nhà, đằng đẳng như em nữa kìa. Nè cả nhà, em này không mấy gì bự cả nhà. Cũng lơ lỡ không cả nhà.
Chuột thịt thì nó nhỏ, chuột rắn thì nó bự. Vô. Rồi, để nên ấp máy này đặt lại cái nha. Đây anh em này nha. Ủa đằng kia anh em nữa kìa. Ủa dãy này bốn cái dính bốn em luôn ta. Quá đã. Vô. Dãy này bốn cái dính bốn em quá sướng cả nhà. Rồi, nên ấp máy đây nha cả nhà. Để nên gài cái. Đây dính em nè cả nhà. Em này hay to. Đây. Bỏ vô đi. Để lại coi khảm sát coi. Rồi, hai cái này nó chết quớt rồi cả nhà. Dính được cái đó. Hai cái. Ủa cái này bị ủi rồi. Cái này bị ủi văng lợp rồi cả nhà. Để nên quay đầu lại. Cái nào mà cái nhà thăm mà đặt nó bị ủi á, ví dụ như mình đặt hướng này mà bị ủi lợp á, bây giờ mình quay đầu lại cái nha, quay đầu lại là lụm đó. Đây nên thấy dính được em siêu to khổng lồ nè cái nha, u hai em cái nhà ấy nè, em bự với em trong trọng hai em luôn, quá sướng. Vô được hai em gì hoài là ngon cơm. Rồi để nên ấp máy đây nha cả nhà. Dính em nè cả nhà, nó đập mà nó dính cái đuôi đó, lại nên chụp nó nha. Không biết thầy chụp lại dính cái đuôi cả nhà. Ấy dạ, nó cắn. Nó chạy sao mà dính cái đuôi cả nhà. dính cái đuôi lại. Bỏ vô. Số em xui vừa hồi. Ở đây dính nè cả nhà. Không có bự cái nhà. Trầm trọng không à. Nè. Mày đăng này. Phải sẵn lên nói dính nữa nè. Đây. Dính em nữa nè. Đây dính. Ở đây coi có dính không. Ồ đây dính luôn cả nhà. Ba cái ba em sướng. Ba cái ba em sướng gì đâu. Mà chuột không bự cái nha. Chuột trọng trọng không à. Chuột gắn thì nó nhỏ quá. Còn chuột thịt thì nó. Ý chuột gắn thì nó bự quá. Còn chuột thịt thì nó nhỏ quá. Ngon lành. Rồi. Nên ấp máy gài lại cái hết trơn nghe cả nhà. Nên ấp máy đây ạ. Ở đây dính nữa nè cả nhà. Đó một em à. Ở đây con em nè. Hai em. Hai cái này hai em. Dãy này làm như dính hết mãi rồi. Đó. Lấy cái kia bỏ vô luôn. Đó. Quá sướng cả nhà. Sướng sướng sướng. Nên ấp máy đây nha. Đây dính em nè cả nhà. Đó, em này cũng trọng cả nhà. Đây. Cái trên này chết quớt rồi. Đây vô. Nãy giờ dính nhiều lắm á cái nhà. Nhưng mà tàn nhỏ nhỏ mà tại nên không quay á. Nè, một đống nè, thấy không? Đó. Nhóc có chân nè. Đây, để nên ốp máy đây đặt lại cái nha. Để nên thấy dính rồi không? Em này bự nè. Đó, anh này to nè. Em đặng kệ đi, bỏ thí đi. Đằng này con em nè cả nhà. Mà em này gắn cả nhà. Em này chuột nhỏ. Rồi, để nên ốp máy đi đặt lại nghe cả nhà. Đây dính em cả nhà. Chuột gắn không cả nhà. Đây dính em nè. Hai cái hai em luôn. Cái đằng này có không? Bắt bỏ vô đi em. Ồ, này dính luôn cái gì nè. Ồ, này dính luôn. Ba cái ba em luôn. Mà toàn là gắn không. Kệ chuột nhỏ giờ bán cũng được cái nhà. Bự nhỏ gì bán cũng yên.
quả luộng đây, chuột bành bành, ý chuột nhỏ nhỏ. Rồi để nên ấp máy đây, đặt lại cái nghe cái nha. Đây nên thấy được ngàn bự nè cái nha. Nãy giờ mới thấy bự. Gắn ngoài sau nãy giờ một đống luôn kìa, mà chuột nhỏ nhiều nữa cái nha. Nói chung chẳng thà là nó nhỏ luôn chứ nó lỡ lỡ cái khó nha. Đây anh em nè, chờ hai em mà lụm hết anh em ở cái nhà này. Rồi để nên lại bỏ vô nè, em chuột gắn nữa đây. Rồi nên ốp máy đây nha cả nhà, nhóc hết trơn cả nhà, nhưng mà nhỏ nhỏ nhiều, dính nhiều lắm á, tại nên nó không có quay á, nên thấy thấy nhỏ nên không có quay chứ dính nhiều lắm á. Rồi thành nên ốp máy đây ạ. À, đây nên thấy dính nè em nè cả nhà, rồi nước chởm chởm này, người ta bơm nước vô người ta thả dịch đó cả nhà. À, đây anh em cũng bự nè, còn đẳng anh em nữa kìa, đẳng em mà em gắn cái nhà. Chuột chạy bành tri luôn nè, đây anh em gắn nha cả nhà. Hai cái hai em nè. Rồi để nên ốp máy đây, đặt lại nha. Ở đây dính em nè cả nhà, đằng đẳng nên thấy dính em nữa kìa nè, đó nhà thấy không. À, đây nên thấy dính em nè, hai cái hai em nữa cái nhà, xuống không bự cái nha, trông trọng không à. Vô để rồi, để nên ốp máy đây nha. Đây nên thấy dính em bành chi này nha, đây đó đẳng dính luôn hả. Đó dính luôn kìa cả nhà, để cho đàng hoàng á, để nghiêng nghiêng gì nó ưa chạy ra lắm. Đây dính em nè, anh quậy tung tăng kìa. Đặt cái đường này gì mà im ha, để nên ốp máy đây nên đặt lại cái nha. Đây dính em nè cả nhà, lộn của mèo rồi. Đây có không? Đây có con em bự nè, cái bên luôn, khà. Để cho vợ nên bắt đi, nên lại thăm hai cái này luôn rồi. Hai cái này chất quá rồi cả nhà, dính hai cái đó. Có em bự gì là chịu à. Rồi để nên ốp máy đây, gài bẫy đặt lại cái nha. Đây nên thấy dính em nè, trầm trọng không cái nha, nó không bự. Đây dính em nè, chuột nó chạy về trên bờ đê dập dìu luôn nha. Đâu bên đây còn nữa hả, giờ nên nói bên này còn nè. Đây em nhỏ cái nha, đây đó còn nữa kìa, bốn cái bốn em luôn, sướng tê ngừ luôn nè. Đây nghe em nè cả nhà, đó bốn cái bốn em luôn nghe cả nhà. Nguyên cái dãy bờ đê này gì mà im vậy. Rồi để nên ốp máy nha, gãy hết số lợp này lại đó. Cái nhà chuột mà nó chạy trên cây sài nhìn này, nó chạy vung lên luôn. Chuột ơi, chuột bành kỳ luôn kìa, chạy rung rinh cây xài luôn á nha. Chuột hết sức chuột rồi. Đây có dính đường em bự nè, đây kìa nhìn chạy kìa nè. Chạy sáng nước luôn, đây dính đường em bự đây. Rồi để nên ốp máy đây, bỏ vô lật lại nghe cái nha. Quả chuột đây con cái rồi, vô quất ngược hai em luôn này cái nha. Và hôm nay dính chuột cặp nhiều cái nha, hai em mình kỳ được này. Nhầm ngày chuột đi cặp rồi cả nhà, dính cặp nhiều quá. Rồi nên là ốp máy để đặt lại cái nha. Đây nên thấy dính em bự nè cả nhà, mấy cái chỗ này là nãy nên đi qua thăm rồi nè, giờ đảo lại dính nữa nè, nãy lúc mới đầu vô nên thăm á.
giờ đảo là dính nữa. Đó. Xuống thổi bùa nó mới chịu. Rồi, nên ấp máy này đặt lại cái nha. Đứa một đây nên thấy dính em chà bả nữa nè. Thăm rồi đảo lại dính nữa đây nha. Chứ không phải không dính đâu nha. Nãy giờ một khi luôn nè cả nhà, nhóc luôn, như là cái 6 kg nên quải nặng dai luôn đó. Đây, để nên ấp máy đây nha. Hello, nên xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới có thật nhiều tốt lành nha. Rồi là sớm giờ nên gom bẫy chuột này cả nhà. Bữa nay dính nhiều lắm cả nhà. Rồi tối không là nên dính đâu được, nên giờ nên căng là được 6 kg đó, trừ bị cái gọng rồi là còn được 6 kg. Đó. Rồi bây giờ nhiều đây nữa nè cả nhà. Cái đống này là chuột không nghe cả nhà. Đó. Còn đây là gặp không. Còn này là chuột không nè. Nguyên đống này chuột không nè. Có bữa nay dính chuột cặp nhiều lắm cả nhà. Làm như ngày hội chuột cặp hay gì, hồi tối dính chuột cặp mấy cặp luôn. Rồi sáng này cũng dính được cặp nè. Nè, cả nhà thấy không? Cặp nè, hai em. Đó. Chà bá hịnh luôn nè. Em kia cũng bự nữa. Đó, thấy không? Có một em siêu to khổng lồ luôn cả nha. Nè, em siêu to khổng lồ đâu mất tiêu rồi. Đây. Em này bự nè, còn em bự nữa. Đó. Nhà thấy không? Bích cái lụp luôn kìa. Đó. Nói không? Siêu to khổng lồ luôn. Này chuột nhỏ nhiều cái nhà. Chuột cho trâu gì nè. Đó, cho trâu gì nhóc luôn nè. Gắn không được mà thịt thì nhỏ quá, gắn thì bự quá. Rồi giờ để nên không có đem cây chân quay theo rồi. Giờ để nên bắt cái số này ra nha. Ở đó dính được hai em nhỏ. Thì đó, nên tổng kết số chuột cho cả nhà xem. Tối 6 kg với này nữa chắc cũng khoảng 10 kg, mười mấy kg cả nhà. Lần đi một á. Nay về qua bên cái đồng này im nè. Đồng này người ta bơm nước vô ta thả dịch đó, nên đặt theo bờ đê. Bờ đê này nè cả nhà, nó bờ đê bự này nè, thẳng ra. Với ở bên kia nè, đặt thẳng ra. Đó. Giờ nên cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà cũng đã bỏ thời gian theo trải nghiệm theo nên đi thăm những cái bẫy nha. Nên cũng xin hẹn cả nhà lại kiểu clip sau luôn. Hai chào tạm biệt tất cả cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng xem video vui vẻ nha. Bye bye.